Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà, một ngày mới. Đấy, sáng nay mình lại vào bếp là lại nấu bữa ăn sáng của mình. Đấy, hôm nay mình lại làm cái video của mình thôi. Đấy, mình lại nấu bữa ăn sáng là thịt bằm nhá, thịt xay. Mua ngoài kia bảo nó xay cho sẵn về nên mình trưng phi lên để xào nó vàng thơm lên, đổ ớt và nước dùng nấu lại miếng rong hàng sách tay nhá. Miếng rong hàng sách tay ăn nó dai, nó ngọt, nó giòn lắm cả nhà. Nấu thoải mái, ăn nó to và nhai ngon. Bây giờ mình sẽ phi hành mỡ vào đây để cho thơm lên, xong nó đổ cái chả xay này xào lên để nấu nhá. Cả nhà như thế, bữa ăn sáng mình chia sẻ cả nhà là như vậy. Thế là mình cho ít dầu thôi. Mình làm những cái thơm thì xong rồi mình đổ cái thịt xay này vào, xào nó vàng lên, xong rồi là ngon lắm cả nhà, thơm ngon, xong rồi đổ nước vào ăn rất chất lượng của cuộc sống. Thế là ăn cái đầu này, cái rau cỏ nhà mình trên trần bếp này, cái vườn, khu vườn thượng viện của mình như đấy. Thế nên mình xào cái này xong mình đổ nước vào đun vào đây để cấu nắm rau, mới thứ một tí ăn ngon lắm, rau sạch nó sướng, nó mát ruột, cái ngày nắng nóng thì ăn sướng, nó mệt nhọc, nó nóng, nó cay, nó ăn rất ngon. Đấy, hành khi hành đã thơm rồi, hành đã thơm rồi cả nhà, và mình sẽ đổ cái thịt xay vào nhé. Đó. Làm bữa ăn thơm phức cho xóm. Thơm lắm cả nhà, tuyệt vời mặt trời. Này, ba lạng thì chả xay nữa cả nhà. Mình sẽ cho thêm hai quả xúc xích vào cả nhà. Con này mà thêm được cho nó nhìn nó hấp dẫn được cả nhà. Chứ còn như thịt chả ăn nó ốm. Xào nó săn nó thơm hơn cả nhà, nó tí xúc cái chả ăn rất thơm ngon. Cả nhà nhìn nhé, chất lượng của cuộc sống kìa. Một ít nước mắm này cho thơm nhé cả nhà nhé. Mình nấu thì không cần đông lo đến đâu, mình nấu quen rồi. Nhà nào cũng người nào cũng thế đâu, đúng không? Mình nấu nướng nó từ 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 nhỏ. Đấy, cả nhà đã săn hết rồi nhé, thơm bước rồi, mình sẽ cho nước mưa vào. Đấy, cho nước này mưa này vào để làm cái tỉ lệ cho nó ăn vừa mình ăn thôi, nó đủ mình ăn thôi mà, toàn thứ bổi là bổi thôi. Thế là xong rồi cả nhà. Nhận mặn nhạt là chế thêm cái muối mắm vào mình chính vào, thế là xong. Bây giờ tranh thủ cái nước là nước sôi và lên kia hái rau nhé cả nhà nhé. Này mát lắm cả nhà, có mặt trời nghe nói buổi sáng. Đây, mình cấu đây thoải mái ra ăn cho cả nhà đấy, chịu khó dòng cái gì cũng có, mỗi thứ một tí nhé cả nhà nhé, cần không cần nhiều, thế là đủ ăn thoải mái, nhiều khi ăn còn không kịp. Cúng chó đây là rau má này cả nhà, thì tốt chưa, cấu luôn dòng để ăn sướng nhá đấy cả nhà. Rau là chất lượng của cuộc sống. Bạn nào nhà chặt heo cũng như nhà mình như này, cứ làm như này nhỉ? Bây giờ là nó là nhất đấy, ăn uống nó sạch sẽ, nó sướng đời cao điển luôn. Xong là sáng chiều tưới thì rau nó khoái lắm, nó vui, nó khỏe khoắn người, non bấn. Cấu quay cái rau nọ rau kia ăn nó rất ngon cả nhà. Rau dăm này tí nữa phải tưới nước mà. Đây còn cái dốc cá này mới đẳng cấp chưa, tốt chưa? Cá này mới quý. Tốt. Tại cái rau này nó ở dưới tầm thấp cả nhà, nó khuất cái gốc cây chanh này nữa, thế là nó mới cái cả rau cần đất này tốt thế.
nên là xuống lắm. Cứ câu cả thân cây cả nhà, nhiều khi ăn không hết đấy cả nhà, mình là phải cắt hết đi để cho lên lớp mới. Cái gì mình cũng rộng mỡ thứ một tí mà lại cứ ở ra cái gì thế hay hay lại rộng nhẹt không có chỗ nào thôi. Cậu cũng chưa biết bắt đầu cấu từ đâu nữa. Mình cứ làm cái video này chủ yếu là kênh của mình, làm thì có một mình thôi, chia sẻ những bữa ăn của gia đình mà, chứ không phải là đi làm tổ chức làm video làm cái nọ cái kia đấy. Làm ông cứ vào cứ bảo là phải là cái gì phải làm cái khác, cái khác làm ai, làm ai mà làm nổi như thế. Còn những cái anh em thì mình lúc nào nó dỗi làm cái ăn uống cùng đằng nào cũng đến bữa cơm bữa ăn mà thích ăn gì thì mua bán tự vào đây thì thôi. Đây, chỗ này ngồi lại đấy, giờ khác ngồi thoáng đãng, chứ phải là người ta nó làm cùng với mình đâu. Cho nên bắt các bạn này, cứ hay bảo là phải đổi món đổi cái gì, tôi chỉ xoay quanh những bữa ăn của gia đình hàng ngày thôi mà. À, còn bây giờ đổi đôi đổi được, nhưng mà ai là cái người làm cái điều quan trọng. Như thế, chủ đề của mình là nó chỉ chia sẻ về những bữa cơm của gia đình hàng ngày của anh em thôi, anh em trong nhà thôi. Đây, từng này được chưa, chưa thoải mái ăn rồi cả nhà. Thấy cái rau cần đấy non lại cấu, cái rau cần kia già quá, lúc nào trên chậu kia mình có nên nhầm cắt hết đi. Giống lẫn với cái rau răm, rau ngổ này, thế nó cứ nhặt đủ ăn, mấy cái ăn thoải mái cũng hết mà. Còn đây là cây cà, tí nữa ăn đến đâu mình dứt đến đấy, không cái này không cần rửa cả nhà, tại nó sạch, tí nữa ăn của nó dứt. Cái dưa dưa leo cũng có một quả rồi kìa, tí nữa mình rất lốt đi. Bây giờ xuống cho miến rong Điện Biên vào nhá, mang lên đây ngồi ăn nó mát, có tí nắng này. Nhưng cả nhà mình cho luôn từ hết vào, tí nữa mang lên kia để đỡ, đỡ phải mang kia nó mất công mất vả, cho luôn vào đây. Đó, mình ăn cay thì cứ cho vào khẩu vị của mình, còn bạn nào không ăn cay thì làm theo kiểu mình, đừng cho ớt vào, không vào đây. Đấy. Ăn nó có tí, nó thêm tí nữa đi. Ăn nó có tí hít hà mới sướng rồi. Đấy, nấu rất là dân dã đời thường, ngon lắm. Đấy, cái nhà mình đã cho muối mắm vì chính rồi, đây, miến rồi. Đấy, ăn nồi này nó chất lượng cuộc sống được cả nhà. Tương ớt có rồi nhá, mình tí nữa mình chỉ mang sẵn mang lên là ngồi ăn thôi, trên đấy mang lên đấy nó đi đi lại lại nó mất công rồi cả nhà, ý đấy. À, mình sẽ đổ ra một cái khay nha. Nha, cho ăn ra cái khay này. Ăn thoáng đãng rộng rãi. Ở nhà đã xong, mang lên ngồi ăn nhá. Đây một khay chưa. Ui, miến rong này. Miến rong hàng sách tay nhá. Đấy với thịt bằm, đấy mình đã chia sẻ đấy. Và là hai quả xúc xích nữa. Đấy, cái trang trí cho cái ngọn cỏ này nó ở đây thì hiệu quả tí đấy cả nhà. Một rổ rau sống của mình đây. Làm món bia nóng quá cả nhà. Là cái video cả nhà chia sẻ đấy, mời cả nhà ăn cùng với mình nhá. Ngon chưa? To quá, hôm nay mới nhìn thấy được cả nhà. Đấy, từ ngày rồng hôm nay mới được quả này, mới phát hiện đi, suốt ngày tưới mà hôm nay mới phát hiện này. Đấy, bây giờ trên nhà trên trận này, không biết ăn có ngon không? Đây này, tưới suốt ngày mà hôm nay mới phát hiện được. Đấy. Ngồi trên đấy ăn cho nó mát, xứ đời ta điền cả nhà. Đây trên trận nhà mình nhé. Trên gọi là khu vườn Thượng Uyển trên trần bếp. Đây, cái cà cái kia đây. Đây này ngồi sướng lắm. Thoáng mát. Không mất tí mồ hôi nào luôn đấy. Mời cả nhà nhá. Nóng quá. Nóng trong người phải làm tí này. Nóng trong người mà làm lon bia. Wow. Ôi giời, mát mẻ thằng người cả nhà. Một khay miến to chứ cả nhà. Chanh đâu nhỉ, đấy, đấy. Cho tương ớt chua chua thì vẫn cứ cho chanh nhỉ. Gà có gì là đấy, cây nhà ná bờ ao. Bên cây nhà ná bờ ao, cây nhà ná trên trần. Ngồi mát sướng lắm cả nhà, đúng là cuộc sống ở quê thế này nó là hạnh phúc lắm rồi cả nhà. Không ồn ào, không đua chen. Sáng trưa chiều, sáng tối tưới ít rau ít cỏ, mát mẻ, khởi động khỏe mạnh. Dầu sang thì cái giờ này nữa cả nhà cũng nhận không?
Rồi mời cả nhà nhé, hay rông dài nhiều đây. Rau cỏ rổ vừa cấu ấy. Đó. Đây à, cả cây đang ngang sau đây luôn này. Rau thơm rau thơm rất nhiều. Thôi mời cả nhà. Trộn chanh lên. Đấy, nhiều chưa cả nhà? Ăn một khay này phải bằng một đại đội ăn đấy. Nhà nhìn thấy không? Tuyệt vời chưa? Đây. Nấu cái miếng rau thì sướng lắm cả nhà. Nấu vụng cũng nấu được. Sướng ngon cực kỳ luôn. Nó dai ạ. Mời cả nhà, rất ngon. Rồng này cho nó nguội nguội đi đã. Sướng lắm. Quả dưa nhả rồng được. Cả một cây rồng này suốt bao ngày tháng chăm sóc bây giờ. Giòn lắm cả nhà, còn ta luôn. Đi ra. Trứng đào ta điện. Rau cỏ này. Rau cần, rau dấp cá, rau húng, rau má. Đấy, các loại rau. Còn rau non, rau sạch nha cả nhà. Mát nè. Ăn không tí mồ hôi thì sướng lắm. Các loại rau sướng như cả nhà ăn thế này không còn gì để nói nữa. Ăn rau này sướng lắm cả nhà. Tự tin ăn cũng ngon lành. Sợi mì miếng nó dai này.
cho bạn là bạn hàng thái tay đấy, thủ công đó. Cô em gái ở Điện Biên gửi về cho. Máy đời ta điện. Quên không bia mà review cho cả nhà quá. Không uống thì nóng khác đúng không? No này no. Ăn một khay mì đi, miếng đúng không? Ui giời. No. Chả nhiều chưa? Ăn bã mồm. Mát lắm vậy ạ. Wow. Chú đợi ta điện. Đúng là cây nhà nãy vừa ăn sướng rồi. Dưa đực nó vẫn có hoa ấy. Rổ rau ha. Trước đời ra điện. Không chả.
xuống đây. Các bạn nào già trung niên ở như tuổi mình không lao động xã hội gì nữa, ở nhà tốt nhất nhà có cái trần như này, chịu khó mua những cái hùm xốp dùng cái vật liệu gì được rộng vui chân vui tay, sáng chiều nên tưới thích lắm. Tập thể dục thể hình khỏe không? Ngon rồi. Bữa sáng chất lượng của cuộc sống. Nó quá nhỉ. Nó bia không còn. Uống mấy hộp. Không hết. Cây nó mát. Đấy, cả nhà. Đấy, cả nhà xem mình ăn có thấy đã không? Một suất ăn sáng này phải bằng mấy người ăn đấy cả nhà. Đấy, làm cái video cho để chia sẻ cả nhà xem nó. No quá, vất vả. Đấy, của mình là ra kìa. Của mình này rau là cây nhà lá vườn nhé, ngồi dưới trần này rất chi là thoáng mát và sướng lắm, không mất tí mồ hôi nào luôn. Ngồi dưới kia vừa quạt vù 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 mà vẫn nóng khó chịu hết luôn. Cả nhà làm thịt bằm nhé, thịt bằm xúc xích nấu với miếng rong hàng xách tay, miếng rong thái tay thủ công đấy cả nhà. Ngồi rau cỏ trên vườn sân thượng nhà mình đây. Ở video mình chia sẻ nó với cả nhà đến sau nhé. Mỗi lần xem cho mình một like và đăng kênh ủng hộ cho Biển nhé, chia cho mọi người biết là kênh của Biển là chuyện chia dân dã về của bữa cơm ăn hàng ngày đơn giản của những gia đình, bữa cơm nó chất lượng đời thực của cuộc sống nó thực tế chứ không phải làm hoa hoa và sói gì thì không có đâu. Mình không làm cái kiểu về chuyên đề đấy, nó như thế. Rồi hẹn cả nhà đến sau nhá, yêu cả nhà rất nhiều.